Nếu như nhạc sĩ Lam Phương nổi tiếng là người bất hạnh nhất trong tình yêu, vì vô số lần phải tiễn người yêu đi lấy chồng và cho ra đời hàng loạt các ca khúc đổ vỡ, thì sự đa tình của Hoàng Thi Thơ phải được cả giới văn nghệ sĩ chấp bằng cả hai tay. Cho tới những năm cuối đời, ông Thơ vẫn rung động với cánh bướm, tiếng chim. Tôi không biết phải gọi đây là mệnh trời phú hay là cái nghiệp mà đời người nghệ sĩ phải gánh. Cũng chính vì hai chữ đa tình này mà ông Thơ phải sống dằn vặt và dây dứt trong suốt 50 năm ở Mỹ. Hay từ lúc còn trẻ, ông cũng khiến tình nhân xỉu lên xỉu xuống vì hay tin ông lấy vợ. Sau này, bà Thúy Nga, vợ ông, cũng mấy lần vỡ trận ghen. Tài năng và danh vọng ông Thơ có đủ, nhưng ông phải chịu tiếng oan của kẻ phụ bạc, vô trách nhiệm và bỏ rơi con cái. Mãi đến khi con trai ruột của ông công khai bức thư bí mật, ông mới được minh oan. Hoàng Thi Thơ là tên thật của ông nhạc sĩ. Ông sinh năm 1928, mất năm 2001. Cũng có nhiều thông tin và nguồn báo nói rằng năm sinh của ông là 1929. Tôn nữ Trà My, tôn nữ Diễm Hồng, Bích Khê và Triệu Phong đều là những nghệ danh của ông. Ông sinh ra ở làng Bích Khê thuộc Quảng Trị. Ông thuộc dòng tộc Hoàng Phủ có tiếng tăm ở đất Quảng Trị. Thân phụ ông là Hoàng Hữu Bính, một đường quan của triều đình Huế, giữ chức Lang Trung Bộ Công, tước Thái Thường Tự Khanh, thời vua Đồng Khánh. Con cháu từ đời thứ 13 đã đỗ đạt cao, tới đời ông thì trở thành một nhạc sĩ lớn nhất miền Nam trước và sau 1975. Những năm 1945, 1946, ông đi đi lại lại giữa Huế và Quảng Trị. Ở Quảng Trị, ông tham gia làm diễn viên ca kịch nhạc trong đoàn văn nghệ do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Bang làm trưởng đoàn. Sau đó ở Huế, ông gia nhập đoàn tuyên truyền kháng chiến cùng với nhạc sĩ Trần Hoàng. Mặc dù vẫn thường bỏ dở chuyện học, nhưng ông được xem là một trong những người tích cực tham gia các phong trào ca nhạc. Nó cũng tạo ra cái vốn sống phong phú cho ông, nên bài nhạc nào ông viết cũng có chiều sâu trải nghiệm. Đến năm 1947, ông vẫn lông bông chuyển qua nghề làm báo, viết văn và được mời về làm phóng viên và biên tập viên cho tờ nhật báo duy nhất của kháng chiến thời đó là Cứu Quốc Liên Khu 4. Mãi tới năm 1948, Hoàng Thi Thơ mới trở lại ghế nhà trường để hoàn tất trung học tại trường Khải Định, sau dời ra Hà Tĩnh và đổi tên thành Huỳnh Thúc Kháng. Năm 1950, ông đỗ Tú Tài và theo học tại Thanh Hóa. Đây cũng là cái giai đoạn tiền đề để mở ra những chuỗi ngày dằn vặt về sau. Giai đoạn này, ông gặp và yêu cô Tân Nhân, được cho là mối tình đầu chính thức của ông. Họ đồng điệu về tâm hồn cho tới môi trường sống và cả lý tưởng. Lúc này cô là ca sĩ đang tham gia đoàn văn công mặt trận Bình Trị Thiên. Ông Thơ là một người tham gia tích cực các phong trào Việt Minh. Họ cùng đến Huế học trung học, rồi cũng bỏ học để ra vùng kháng chiến và lại cùng học trường Huỳnh Thúc Kháng ở khu 4. Cứ tưởng sự đồng điệu đó sẽ tạo ra quả ngọt. Nhưng trớ trêu, vào năm 1951, ông trở về Huế thăm gia đình. Mục đích chính là xin một số tiền để trở ra khu 4, đưa người yêu, tức bà Tân Nhân, lên Hà Nội học. Cái trường mà ông dự định sắp xếp cho hai người cùng vào học là trường Văn Khoa. Gia đình ông Thơ thì nằm ở chiến tuyến khác. Tất nhiên họ sẽ can ngăn ông Thơ, khuyên ông không trở lại khu 4. Dù lòng ông nôn nao, tính ông tan nát, nhưng có tình yêu nào lớn bằng tình máu mủ ruột rà. Ông Thơ siêu lòng, sau đó trở vào Sài Gòn để giữ an toàn. Ông để người yêu ở lại vùng kháng chiến mà không hề hay biết bà Tân Nhân đã mang thai. Nhiều người vì thương cho thân phận bà Nhân, vừa bị người đời khinh khi, mang tiếng chữa oan, vừa một thân tự sanh tự đẻ giữa thời kỳ khó khăn, nên đổ hết tiếng xấu cho ông Thơ, cho rằng ông phụ bạc, không có trách nhiệm và bỏ rơi con cái. Người ta nói làm sao có chuyện người yêu có mang, mà ông lại không biết. Ông ra đi đúng thời điểm đó như một sự trốn tránh trách nhiệm. Khổ thân bà Nhân cái chỗ, phải ở nhờ nhà người bạn trong thời gian mang thai. Nhưng thương mấy thì thương, bà cũng chỉ được ở cái lều dựng tạm ngoài sân mà tự xoay sở. Đã mấy lần, bà Nhân định ôm con trầm mình xuống sông cho quên đi cái tủi nhục của cuộc đời. Ông nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ vẫn không hay biết về đứa con mang dòng máu của mình. Thỉnh thoảng gửi vài dòng thương nhớ cho bà Nhân trong những bài nhạc. Cái thời năm 50, 60 đó, ông Thơ nói,
có ông và Quốc Thắng đều chạy sâu mệt nghỉ, còn có Kim Chi, Phương Lan, Hoàng Oanh và những cặp song ca vốn là anh chị em ruột như Bích Chiêu Anh Tuấn, anh Minh Đoan Trang cũng được coi là những cái đinh của các buổi phụ diễn. Anh Tuấn chính là ca sĩ Tuấn Ngọc ngày nay và Đoan Trang là nữ ca sĩ kiêm giáo sư Dương Cầm Quỳnh Dao hiện tại. Miệng bà Nhân thì nói hận, nhưng lòng bà chỉ đợi mỗi ông Thư. Thậm chí đứa con, bà cũng coi như nó không cha, cho theo họ mẹ là Trương Khánh Hoài. Sau hai mẹ con về Hà Nội, bà gặp được bạn học cũ là Lê Khánh Căng, cùng chí hướng, thấu hiểu thăng trầm của nhau, lại còn sẵn lòng mến mộ. Ông Căng cầu hôn bà Nhân, đứa con theo họ cha dượng là Lê Khánh Hoài. Năm đó 1956, thiên hạ lan truyền chuyện đám cưới. Bởi nói gì thì nói, bà Nhân cũng là ca sĩ có tiếng. Ông Thơ lên xe lặn lội về quê nhà bà tìm hiểu rõ sự tình. Không biết buồn hay vui khi ông hay tin người mình yêu thương nay đã có bến đỗ của cuộc đời. Ông viết bài Đường Xưa Lối Cũ. Sau này bài hát được đón nhận rộng rãi. Tới năm 1957, ông rước Thúy Nga về làm vợ. Thúy Nga này là ca sĩ, chứ không phải Thúy Nga Paris by Night hay Thúy Nga diễn hài. Thúy Nga lúc đó tầm 20 tuổi với chất giọng anh Tô đã chinh phục được hầu hết Sài Gòn. Khi đó nhạc sĩ Lam Phương si mê bà như điếu đổ, để đến khi bà theo ông Thơ, nhạc sĩ Lam Phương đã viết bài Chiều Hành Quân. Ông nổi tiếng, nên đám cưới của ông cũng rình rang, tiếng tăm vang khắp Bắc Nam. Bà tân nhân không biết cưới ông Căng vì hai chữ tạm bợ hay coi như tri kỷ cuộc đời, mà lúc hay tin người cũ cưới thì xỉu lên xỉu xuống. Năm 1963, ông Thơ có cơ hội gặp lại bà tân nhân khi hai bên đoàn văn nghệ Bắc và Nam đều diễn tại hội chợ quốc tế. Ông Hoàng Thi Thơ tìm mọi cách để gặp và nói chuyện với bà, nhưng tân nhân tránh mặt. Bẵng đi 5 năm, tức năm 1968, hai đoàn văn nghệ đó lại cùng tình cờ xuất hiện trình diễn ở Paris. Lần này không để trở về tay trắng như lần trước. Ông Hoàng Thi Thơ mua vé hàng ghế đầu trong tất cả các phần trình diễn của đoàn văn nghệ miền Bắc. Lần này bà Nhân cũng quyết lánh mặt nên cũng không lên trình diễn. Đứa con chung Lê Khánh Hoài mãi đến năm 1975 mới được mẹ kể cho biết hết sự thật về người cha ruột nên đã dọc ngang khắp Sài Gòn tìm ông. Còn về phần ông Thơ, tôi không rõ ổng biết về sự tồn tại của đứa con này chưa. Năm 1975 ông đang lưu diễn ở Nhật thì buộc phải lưu vong sang Mỹ. Mãi đến năm 87, ông mới có lá thư đầu tiên gửi cho đứa con trai ở Việt Nam. Ông nói rằng hai chữ chối bỏ không có trong từ điển của ông. Bà chưa bao giờ chối bỏ con. Ông nói rằng mối tình đầu với bà Nhân là mối tình đẹp nhất trần gian. Ông viết, ba không đại ngôn, không phóng đại khi nói như vậy. Ba với mẹ con sẽ hiểu thấu dần. Đối với ba, mẹ con là người tuyệt vời. Tới năm 1994 khi ông Thơ về lại Việt Nam, hai ba con mới có dịp gặp mặt lần đầu tiên. Bao nhiêu vụn vỡ của người con thiếu đi tình thương của người ba ruột 40 năm giờ được tuôn trào, cha con trùng phùng. Sau đó ông Thơ đặt lại tên cho con theo họ cha, tên đầy đủ là Hoàng Hữu Hoài. Mãi tới nước này, người ta mới biết ông Thơ không chối bỏ con ruột. Ngày xưa ông chỉ không đủ bản lĩnh để nghe theo lời con tim. Để cho mấy chục năm sau, dù đã có vợ, ông vẫn cứ nuối tiếc và tìm kiếm bà Nhân. Năm 2001, ông Thơ qua đời ở Hoa Kỳ, ca sĩ tân nhân hay tin thì không che giấu được nỗi cảm xúc bấy lâu. Bà viết bài thơ, vĩnh biệt nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ôi Thạch Hãn, ôi Bích Khê, thôi từ nay không còn đợi ông về. Thế mới nói, có những tình yêu tới lúc không còn cơ hội gặp lại, người ta mới chịu sống thật lòng mình. Sau này, ông Hoài cũng nói rằng, mẹ chưa bao giờ thực sự căm hận ba chỉ nhớ thương và chờ đợi. Còn riêng với bà Thúy Nga, họ có với nhau ba người con trai và hai người con gái, chung sống với nhau rất hạnh phúc. Hạnh phúc là vì bà Nga hiểu tánh nghệ sĩ, hiểu cái thói đa tình của ông Thơ nên cũng nhẫn, rồi chịu đựng nhiều lắm. Trong bài viết của nhà báo Trường Kỳ, nghệ sĩ Hoàng Thi Thao có nói về chú ruột Hoàng Thi Thơ như sau, bà Thúy Nga biết chồng mình như vậy, nên là chiều ghê lắm, rất là quý, hiếm có ai như vậy, chắc bà Nga cũng là ca sĩ, nên hiểu và thông cảm được. Ông Thao cũng nói rằng ông đã chứng kiến nhiều trận ghen tuông của bà Nga cũng do cái tánh đa tình của Hoàng Thi Thơ gây ra. Bà Thúy Nga cũng qua đời sau ông Thơ 9 năm.
đám cưới cháu ruột của ông Thơ và bà Nhân, bà Thúy Nga cũng có gửi quà từ Mỹ về Việt Nam để chúc mừng. Trên đời này, có ai yêu chồng như bà Thúy Nga không chứ? Nếu bạn cũng từng nghe nhạc của Hoàng Thi Thơ, đừng quên để lại một bình luận và bấm theo dõi kênh để ủng hộ tôi ra thêm nhiều video nữa nhé!